Các bạn đang nghe chuyện Ma Thần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh Nguyễn Thành mà thôi. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe tiếp chương 392 Thiên Ma Giáo Chủ. Hồi thứ ba, Minh Chủ Võ Lâm sẽ không bao giờ tha thứ cho Đao Thần Lục Võ Tông, những kẻ gây nguy hại cho tông phái bằng những thủ đoạn bất chính. Như thể chờ đợi những lời phán quyết, bốn vị thủ lĩnh và người đứng đầu các phe phái bắt đầu rút kiếm phòng thủ. Chúng ta sẽ theo chân Võ Lâm Minh Chủ, ta sẽ không để chúng trà trộn vào chúng ta. Ai nấy trong tộc Lưu Lâm đều có vẻ đồng tình, bọn họ đã sẵn sàng lên đường và hạ gục bất cứ kẻ ngáng đường nào. Những người đứng đầu các phe phái khác, những người đã đại diện cho Thiên Giáo đều không giấu nổi sự bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Đây chẳng phải là lúc chúng ta chung tay chống lại kẻ thù sao? Nam Cung Nguyên kinh ngạc nghĩ. Vừa nãy vẫn còn là đồng minh, giờ đây lại là kẻ thù. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chết tiệt chứ! Nam Cung Nguyên không bao giờ nghĩ rằng sự chia rẽ như vậy sẽ xảy ra. Hắn ta đã bị Võ Lâm Minh Chủ Lê Mạc lừa. Là ta đã lầm. Võ Lâm Minh Chủ của chính phái vốn không phải là người như vậy. Do đó Nam Cung Nguyên không ngờ rằng ông ta sẽ liên minh với Ma Giáo để đánh lén mình. Thủ lĩnh, giờ chúng ta phải làm gì? Đặng Tất Thiện, một thành viên của Đại Thiên Giáo, truyền âm cho hắn. Sĩ khí của ta không còn nữa rồi. Mặc dù họ đang lén lút sau lưng chính phái, Nam Cung Nguyên hoàn toàn không nghĩ đến việc đối đầu về những người cùng phe của Lưu Lâm tộc. Vì vậy mọi người xung quanh hắn đều bối rối. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ chém giết lẫn nhau. Nam Cung Nguyên lung túng, hắn buộc phải đưa ra quyết định của mình. Hắn đã chọn tạm thời liên minh với Lục Đại Võ Sư để giết hại giáo chủ Ma Giáo, nhưng chiến đấu với Chiến Hữu là điều không thể đối với hắn. Hãy nói rõ vị trí của ngươi, Nam Cung Nguyên thủ lĩnh. Lời truyền âm của Ly Húc lại tiếp tục được gửi đến. Hắn ta là đang muốn thúc ép ta. Ý định của Ly Húc rất rõ ràng: thành lập một phe phái mới, chia ra nội bộ rồi hạ thủ. Khi nghe những lời của Ly Húc, Nam Cung Nguyên đã có thể xác định được ý định của hắn. Sau khi rút đại đao quý giá của Nam Cung ra, hắn nói: sao chúng ta lại chống lại những chiến hữu, những huynh đệ đang đứng về chính nghĩa, chỉ vì chúng ta bất đồng quan điểm được cơ chứ? Mục tiêu duy nhất của chúng ta là hạ gục Thiên Ma Giáo Chủ. Đúng vậy, bảo vệ chính nghĩa, đả đảo Thiên Ma. Nhưng thủ lĩnh đứng về phía Thiên Lam huynh đệ hội đứng lên đấu tranh. Một khi có sự phản đối như vậy, Võ Lâm Minh Chủ Lê Mặc khó lòng mà tấn công họ được. Chết tiệt, hắn ta đã xử lý được. Kiếm sư Ly Húc tặc lưỡi nhìn Nam Cung Nguyên. Nếu hắn ta có thể kiểm soát Nam Cung Nguyên thêm một chút nữa, hắn sẽ có cơ hội chứng kiến trận quyết đấu giữa những phe phái lớn nhất. Trước những lời của Nam Cung Nguyên, Võ Lâm Minh Chủ Lê Mặc cũng cảm thấy hài lòng. Lưu Lâm tộc sẽ không có nội chiến, nhưng nếu bọn họ bị giết trong cuộc đối đầu với Thiên Như Vân, Lê Mặc không thể bắt Thiên Như Vân phải chịu trách nhiệm về điều đó. Thật đáng buồn. Lê Mặc vì cuộn dây đó đã lên kế hoạch với Đao Thần Lục Võ Tông và đang bí mật hợp tác với Thiên Như Vân trong Hoàng Cung. Vì vậy bọn họ liên tục trao đổi thông tin với nhau. Thiên Lam huynh đệ hội. Nhờ đó, Võ Lâm Minh Chủ Lê Mặc đã biết được rằng trong tất cả các phe phái của tộc Lưu Lâm, không chỉ có gián điệp của Đao Thần Lục Võ Tông mà còn có cả sự tồn tại của Thiên Lam huynh đệ hội, một tổ chức có tư tưởng cực đoan. Dù chỉ là một tổ chức yếu kém của Lưu Lâm tộc, nhưng rắc rối đã xảy ra khi ông nhận ra được mục đích thật sự của môn phái này. Bọn chúng không vì một thế giới hòa bình mà được xây dựng vì một thế giới không có Ma Giáo.
Ta cũng mong giáo chủ ma giáo nhẹ tay với họ. Nhưng có vẻ như Lê Mặc chưa từng nghe về những lời đồn thổi của Thiên Như Vân rằng giáo chủ ma giáo sẽ không bao giờ dung thứ với những kẻ mà muốn hắn chết. Gia tộc của Nam Cung Nguyên là một phần của chính phái, nhưng tổ chức mà hắn điều hành là một mối nguy với sự tồn tại của ma giáo và Thiên Như Vân. Vào lần minh chủ Lê Mặc nhìn Nam Cung Nguyên bất giác giật mình. Thiên ma giáo chủ, ta đã làm mọi thứ như dự định của ngươi, nhưng liệu ngươi thật sự có thể đưa chúng ta thoát khỏi tình hình này không? Ông mới chỉ nghĩ trong đầu, nhưng vẫn đưa mắt nhìn Thiên Như Vân với vẻ lo âu. Mặc dù Lê Mặc cùng những thủ lĩnh của chính phái chọn đứng về phía ma giáo, nhưng bên cạnh người của Thiên Lam Hội, Bắc Chính Đao không hề suy chuyển, đưa tổng số người chống lại Thiên Như Vân lên tới 200 người. Đúng lúc đó, có một người truyền âm tới. Sao Võ Lâm Minh Chủ lại có thể đứng về phía giáo chủ ma giáo? Kẻ đã bắt Diên Bảo Tô làm tù nhân cơ chứ? Có một người làm cha như vậy là không thể chấp nhận được. Thừa Bạch! Lê Mạng không phản hồi lời truyền âm của Thừa Bạch, thủ lĩnh Bắc Chính Đao, ngay cả khi đã được thông báo về liên minh lần này. Thừa Bạch vẫn thẳng thắn từ chối. Nếu có chuyện thực sự xảy ra, ông ta sẽ một mình chiến đấu với giáo chủ ma giáo đến cùng. Sự cách biệt nội lực là quá lớn. Thiên ma! Nhận định của Lê Mặc đã đúng. Cho dù hôm nay Liên Lâm tộc có bị tan rã, suy cho cùng cũng là có lợi cho Đao Thần Lục Võ Tông. Bởi thứ mà bọn chúng nhắm đến là Thiên Như Vân. Mặc dù số lượng người nhắm vào Thiên Như Vân đã giảm đi, nhưng Đao Thần Lục Võ Tông vẫn vui mừng vì ít nhất họ cũng nhận được sự ủng hộ của các võ sư từ Bắc Chính Đao. Có vẻ như ta đã lo lắng thái quá. Người dù có tìm được cuộn giấy cũng chẳng thay đổi được điều gì. Võ Lâm Minh Chủ của Lưu Lâm tộc à? Dù cho ngươi và một số thủ lĩnh đứng bên cạnh giáo chủ ma giáo, kết cục vẫn vậy thôi. Chỉ khi mọi việc được giải quyết thì kết quả mới được công bố. Trước phản ứng của Lê Mặc, kiêm sư Ly Húc lại tiếp tục khiêu khích. Mọi việc đã được xử lý, người nghĩ rằng bọn ta sẽ dễ dàng xử như vậy sao? Hay, nhưng dù sao thì đã tả các ngươi trước, nhờ có ngươi, thuộc hạ của ma giáo đã bị ngăn cản tiến về phía Bắc. Ly Húc vừa ngừng lời thì một tiếng gầm lớn từ phía Bắc truyền đến. Tất thảy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Ôi không, Bắc Môn! Không thể nào! Bắc Môn, cánh cổng duy nhất của Cấm Thành, được mở, giờ đã bị đóng chặt. Thuộc hạ của ma giáo dường như đã cắt đứt dây. Không, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thiên ma giáo chủ! Lục thủ lĩnh Phong Trung Vân bối rối nhìn Thiên Như Vân. Họ dồn hết công sức vào để chiến đấu ở Bắc Môn, và cũng là lối thoát duy nhất của bọn họ. Đó đáng nhẽ ra phải được mở rộng. Hắn ta chặn đường rồi. Tại sao hắn ta lại làm vậy? Người của Lưu Lâm tộc vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn. Lý Húc cho người đóng Bắc Môn, trong lòng hắn không khỏi nổi lên ý cười. Trận chiến đã chính thức bắt đầu. Cánh cổng đầu tiên đã được đóng lại chính là Bắc Môn. Các người đã tự chặn đường thoát của mình. Thiên ma giáo chủ, đa tạ vì đã giúp ta làm công đoạn khó khăn nhất. Trên những lời mỉa mai của Lý Húc, Thiên Như Vân thản nhiên đáp. Người không cần phải bày tỏ lòng biết ơn đối với ta, chẳng qua là để ngăn không cho những người bên trong bỏ trốn thôi. Cái gì? Vô lý! Thế rồi, Lý Húc kinh ngạc nhìn về phía tường thành. Lại Đạo Khanh, kẻ đứng bên cạnh hắn, cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Gì thế này? Nguồn năng lượng đó rốt cuộc là thế nào? Tất cả mọi người trong thành bỗng cảm nhận được một nguồn ngoại lực kỳ lạ phát ra từ phía sau bức tường. Chính lúc đó, tiếng bước chân không ngừng đập vào khoảng không chung quanh. Số lượng người rất đông, có khi phải tới cả 100 người. Có vẻ bọn chúng đã có mặt ở đó từ rất lâu rồi. Không thể nào! Bọn chúng rốt cuộc là ai? Ngạc nhiên thay, tất cả đều là giáo đồ ma giáo. Từ đông sang tây, từ bắc chí nam, đầu đầu cũng thấy các thuộc hạ của ma giáo. Số lượng ít nhiều cũng phải 300 người. Thế rồi, một người đàn ông thân hình vạm vỡ,
đứng gần quả đại lôi hô lớn. Như thể hắn ta đã chờ thời khắc này từ lâu rồi. Dưới quyền chỉ đạo của Thiên Ma giáo chủ, ta, người bảo hộ cuộc chiến này, đã để các vị chờ lâu. Cái gì thế này? Bảo hộ cuộc chiến? Dưới quyền chỉ đạo của Thiên Ma giáo chủ, tất cả những lời này đều cho thấy bọn họ ở đây để tham chiến. Thứ xúc sinh đê tiện, vậy thì ta phải đứng về phía giáo chủ làm gì kia chứ? Có nghĩa lý gì nữa không hả? Thế rồi, năm thanh niên trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ, đồng loạt nhảy xuống khỏi tường thành. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng võ nghệ của bọn họ không thua kém gì các cao thủ võ lâm. Được tu qua khổ luyện, từ nơi bọn họ đồng loạt nhìn về phía Thiên Điêu Vân, quỳ xuống rồi lần lượt xưng danh. Lục kiếm, đệ nhị kiếm, Văn Cố. Lục kiếm, đệ tam kiếm, Bạch Kỳ. Lục kiếm, đệ tư kiếm, Tản Mã Trúc. Lục kiếm, đệ ngũ kiếm, Hồ Thương Hoa. Lục kiếm, đệ lục kiếm, Sa Thạch Kim. Đội võ sư tinh nhuệ của Thiên Như Vân, đồng thời là trưởng lão của giáo phái. Cuối cùng, thanh niên thân hình vạm vỡ vừa rồi hồ hởi tiến lại gần giáo chủ và hô to: Lục kiếm, đệ nhất kiếm Cao Vương Hứa, xin bái kiến Thiên Ma giáo chủ. Hắn ta chính là Cao Vương Hứa. Tất cả lục kiếm của Thiên Như Vân lần đầu tiên ra mặt trước toàn thể giang hồ. Sau Thiên Ma lục kiếm, hơn 500 võ sư trong thành đồng loạt quỳ xuống và hô vang: Bái kiến Thiên Ma giáo chủ. Tiếng hô đồng lòng của các giáo đồ tạo nên một sức mạnh tinh thần không tưởng. Thủ lĩnh của tà phái, của Đao Thần Lục Võ Tông như cứng đơ người vì âm thanh làm rung chuyển đất trời ấy. Thế nhưng không chỉ có các giáo đồ của ma giáo hòa chung vào bầu không khí này. Và điều khiến Nam Cung Nguyên kinh ngạc nhất là: Kỳ gì thế này? Hơn 200 vệ binh quanh bục cùng 3.000 binh lính triều đình đều nhất loạt quỳ dưới chân Thiên Ma giáo chủ Thiên Như Vân. Tất cả họ đều tự xưng là võ sư của ma giáo. Không thể nào, đều là người của ma giáo sao? Lúc trước mọi người đều thắc mắc vì sao Linh Canh và binh lính trong triều không hề rút lui cùng các thái giám và thủ lĩnh phương Bắc. Và mọi thứ đã được giải đáp, bọn họ chính là người của ma giáo. Lê Mặc cũng như những thủ lĩnh chính phái, những người đã có thiện cảm với Thiên Như Vân, cũng không hề biết về việc này. Họ không khỏi không choáng váng khi nhìn thấy số lượng khổng lồ các võ sư sùng bái ma giáo. Hàn Tần đã lừa chúng ta bằng cách hóa trang thành vệ binh và binh sĩ sao? Hả? Đó có phải là lý do vì sao không có trận chiến nào khi Kim Hà bị chặn? Không ai mong đợi điều đó. Ai có thể ngờ rằng một số lượng lớn giáo đồ như vậy đã cải trang thành quan binh. Họ biết rằng giáo chủ ma giáo đã đứng sau tất cả, nhưng họ vẫn giữ vững lập trường của mình về vấn đề này. Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Năng lượng gì thế này? Thứ ngoại lực này... Không như những người khác, Kim Sư Ly Húc và Hỏa Kim Sư Lại Đao Khanh nhìn về Đông Môn. Lý do đã sớm được tiết lộ. Cuối cùng, từ tường thành phía Đông Môn, một người đàn ông trung niên vạm vỡ khác thường, với hai thanh kiếm khổng lồ trên lưng, chậm rãi dùng khinh công đi xuống. Cái gì? Phong thần thuật pháp? Từ vẻ ngoài cũng có thể thấy, hắn ta không phải một cao thủ bình thường. Đúng lúc đó, một võ sư của tà phái thốt lên kinh ngạc: Song kiếm võ? Hơn thế nữa, ông ta còn vô cùng kinh ngạc khi có người nhận ra mình. Sẽ có rất nhiều người không biết đến ông ta, thậm chí còn chưa một lần gặp mặt. Nhưng bất kỳ ai sinh ra ở Kim Hà đều biết rõ về ông. Vương Trịnh song kiếm võ. Cùng với Lê Mặc và Lâm Minh Chủ Liêu Lâm tộc, Vương Trịnh cũng là một trong ngũ đại võ sư giang hồ. Và thời kỳ đỉnh cao của mình, khi truy tìm hải tặc Kim Hà, ông ta đã một tay giết chết 3.000 người. Ông ta, sao ông ta lại ở đây? Giang Mộ Thẩm của Thập Bát Giang Gia không thể giấu nổi sự bàng hoàng của mình. Con mắt đeo bịt vải đen của hắn chợt nhói lên đau điếng. Vương Trịnh song kiếm võ chính là kẻ đáng sợ đã lấy đi con mắt trái của hắn.
Nhưng tại sao ông ta lại xuất hiện ở Cấm Thành? Ông ta nào có liên quan gì đến hiệp ước bất tương xâm? Vậy tại sao lại... Đó là một trong ngũ đại võ sư giang hồ, Song Kiếm Võ. Sao ông ta lại có mặt ở đây? Thật kinh ngạc, các thành viên của Đao Thần Lục Võ Tông cũng bàng hoàng không kém. Lúc đó, với khí lực đáng sợ toát ra từ song kiếm, Vương Trịnh sải bước dài về phía Thiên Như Vân. Các thủ lĩnh Lưu Lâm tộc, những kẻ đứng sau Thiên Như Vân đều đơ người khi chứng kiến điều đó. Thế rồi, Vương Trịnh quỳ một gối xuống và lớn tiếng hành lễ với Thiên Như Vân. Theo lệnh của giáo chủ, ta đã đến đây nhanh nhất có thể. Trước lời nói khó tin của Vương Trịnh, mọi người trong võ lâm đều há hốc miệng kinh ngạc, chỉ trừ có các giáo đồ của ma giáo. Thế này là thế nào? Không một ai tin vào những gì họ vừa nghe thấy. Song Kiếm Võ Vương Trịnh, một trong ngũ đại võ sư giang hồ, từ lâu biến mất, giờ lại trở thành thuộc hạ của Thiên Như Vân, thiên ma giáo chủ. Điều này quá là vô lý. Nam Cung Nguyên không thể giấu được sự bàng hoàng của mình mà thốt lên. Hai trong số ngũ đại võ sư đã đứng về phía Thiên Như Vân. Thiên Như Vân hạ thấp giọng nói với Đao Thần Lục Võ Tông, Ta Phái và tất cả những người của Lưu Lâm tộc đứng về phe Thiên Lam huynh đệ hội. Ta đã nói rồi, sẽ không ai có thể thoát khỏi đây. Đây là lý do vì sao cổng Bắc Môn bị hạ. Đôi mắt khi nãy còn đang chế giễu của Ly Húc giờ run lên bần bật, xem chừng hắn không còn đường thoát thân. Mặc dù oanh tạc thất bại, hắn ta vẫn nghĩ rằng mình vẫn có thể hạ gục giáo chủ ma giáo, nhưng kết cục chúng lại bị lừa, chính là chúng bị dồn vào góc tường. Đây sẽ là mộ chôn của các ngươi. Thiên Như Vân hạ giọng đằng đằng sát khí. Thiên Như Vân nhếch môi và bắt đầu cuộc chiến bằng những lời cay độc nhất, tàn ác nhất của mình. Thiên ma giáo chủ đệ nhị Thiên Như Vân ra lệnh, giết tất cả, không để ai sống sót. Hết chương thứ 392. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 393, Nhị Thế Thiên Ma. Mệnh lệnh của giáo chủ ma giáo khiến tất cả mọi người có mặt trong Trần Cung đều kinh hãi. Bọn họ bàng hoàng nhận ra rằng mục tiêu của hắn là thủ tiêu hết người trong cung này. Thật đáng sợ biết bao. Ma giáo sẵn sàng thực hiện kế hoạch này ở một nơi nằm ngoài lãnh địa của bọn họ. Hắn ta là thiên ma ư? Mặt khác, minh chủ và bốn vị thủ lĩnh phe chính phái bên cạnh hắn đều tỏ ra sửng sốt. Đương nhiên, mệnh lệnh tàn sát tất cả mọi người trong cung cũng khiến bọn họ bất ngờ. Nhưng điều kinh ngạc hơn là cả Thiên Như Vân đã tự xưng mình là thiên ma thứ hai. Thiên ma, ai ai trong võ lâm đều biết đến cái tên này. Trong toàn bộ giới võ lâm, ngài ấy là một trong tứ đại cao thủ, cùng với Độc Cô Cầu Bại, Tây Đạt Ma và Trương Tam Phong. Thiên ma là một nhân vật huyền thoại, là người mạnh nhất trong lịch sử giới võ lâm và cũng là người sáng lập ra ma giáo. Dù thiên ma không đi theo con đường chính đạo, thì đó vẫn là người duy nhất đã làm rung chuyển cả giới võ lâm. Không ai có thể phủ nhận được việc thiên ma là một nhân vật huyền thoại. Minh chủ Lê Mặc và các thủ lĩnh chính phái đều ngơ ngàng khi thấy Thiên Như Vân tự xưng mình là thiên ma. Nhưng theo những gì họ biết, thiên ma là một kẻ hết sức tàn độc. Ngài đã sống như một vị đế vương để rồi sa ngã. Ôi, hắn tự xưng mình là thiên ma, hắn sắp mất trí rồi sao? Trời đất! Với những người khác, những lời lẽ của Thiên Như Vân thật sự khó hiểu. Nhưng có một điều chắc chắn, từng hành động của Thiên Như Vân đều khiến họ nhớ đến thiên ma, giáo chủ đầu tiên của ma giáo. Thế các võ sư của ma giáo bắt đầu xông lên phía trước, hò hét giết mọi người. Các võ sư của tà phái Đao Thần Lục Võ Tông và Thiên Lam huynh đệ hội cùng ngay lập tức lấy vũ khí ra. Đây chính là một cuộc chiến giữa những thế lực mạnh nhất giới võ lâm, tất cả đều phải tham chiến. Cuộc chiến này cũng sẽ trở thành một trận chiến lịch sử, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến căn cân quyền lực của các phe phái trong tương lai. Trước khi giáo chủ ma giáo xuất hiện, Giang Mộ Thẩm
cũng đã lo lắng rằng hắn sẽ chỉ trả thù được giáo chủ mà không thể làm tổn hại đến ma giáo được. Nhưng giờ đây, trước cuộc chiến này, thập bát giang phủ sẽ gặp bất lợi rất lớn. Thấy người đàn ông kia cầm kiếm trên cả hai tay, hắn bỗng nhớ đến quá khứ. Một cuộc thảm sát thật sự, chỉ trong nửa ngày, hàng ngàn võ sư bên cạnh hắn đã bị song kiếm võ Vương Trịnh dồn đến đường cùng. Giang Bộ Thẩm đã trưởng thành hơn so với quá khứ, nhưng trận chiến ấy vẫn luôn khiến hắn ám ảnh. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta, Vương Trịnh lẩm bẩm. Đó cũng có thể coi là lần đầu tiên Vương Trịnh làm thuộc hạ cho một ai đó. Trước đây ông ta vẫn thường tự hỏi, không biết khi đi theo Thiên Như Vân ông sẽ phải đối mặt với trận chiến như thế nào. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông ta không kiềm nổi vẻ hài lòng. Đây chính là cơ hội để ông có thể tiêu diệt những kẻ cầm đầu còn lại của Giang gia, những kẻ đã bắt tay với bọn tà phái. Ta sẽ bắt tên thủ lĩnh trước tiên. Vương Trịnh dùng tốc độ nhanh như lao phóng, dùng tất cả sức mạnh mà phóng kiếm về phía Giang Bộ Thẩm. Chết tiệt, ông ta đang nhắm thẳng đến các vị thủ lĩnh sao? Giang Bộ Thẩm không thể lùi bước được, bởi phía sau chính là những thuộc hạ của hắn. Nghĩ vậy, hắn dồn nội lực vào thanh Thủy Long kiếm, cố xác định thời điểm thích hợp để tung chiêu phản đòn. Trong lúc hắn còn đang hoảng loạn thì bỗng có người đã chặn được đòn giúp hắn. Đó là một người đàn ông tóc bạc phơ, mang một thanh kiếm rực lửa trên lưng. Ông ta là Lại Đao Khanh, một trong lục đại võ sư của Đao Thần Lục Võ Tông. Vương Trịnh đành phải ngừng tấn công Giang Bộ Thẩm. Giang Bộ Thẩm thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết. Lại Đao Khanh bắt đầu tỏa ra nội lực mạnh mẽ. Ông ta quay đầu nói với Vương Trịnh. Nam tử hán mà lại nhằm vào kẻ yếu nhất để ra vẻ mạnh mẽ với người khác ư? Thật thảm hại. Mặc dù có chút mỉa mai, nhưng Giang Bộ Thẩm vẫn phải cau mày khi ông ta gọi Vương Trịnh là kẻ yếu. Tuy nhiên, Lại Đao Khanh không hề quan tâm đến việc đó mà lại truyền âm cho người phía sau. Người nên tấn công hai nhóm võ sư còn lại của Lưu Lâm tộc ở trên bục, để chuyện ở đây cho ta xử lý. Không còn lựa chọn nào nữa, Giang Bộ Thẩm gật đầu, dẫn thập bát giang phủ và 100 võ sư tiến về phía bục. Ông ta là một trong lục đại võ sư mà giáo chủ đang nhắc tới sao? Đôi mắt của Vương Trịnh bỗng sáng lên. Kẻ đứng trước mặt ông ta dù không phải là một tông chủ, nhưng cũng là một trong 6 võ sư mạnh nhất của Đao Thần Lục Võ Tông. Mặc dù chưa đấu với ông ta lần nào, nhưng Vương Trịnh biết ngay rằng năng lực của ông ta có thể sánh ngang với mình. Một kẻ già cỗi như ngươi mà vẫn lan xả trong giới võ lâm sao? Ngươi rất được coi trọng trong giang hồ. Ngươi là một trong ngũ đại võ sư của võ lâm kiềm bà. Gừng càng già càng cay. Chỉ có những người có kinh nghiệm như ta mới có thể đánh bại được ngươi. Nhưng lời ấy nghe thì có vẻ lịch thiệp, nhưng thực chất lại đầy kiêu ngạo và mỉa mai. Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ đứng nhìn nhau, im lặng, không ai tiến lên chủ động tấn công. Nếu ngươi muốn đấu với một đối thủ mạnh, vậy sao ngươi không tỉ thí với giáo chủ của chúng ta nhỉ? Trước những lời này, khuôn mặt của Lại Đạo Khanh trở nên cứng đờ. Ông ta muốn đáp trả lại gì đó, nhưng ông biết rằng mình sẽ không thể thắng tên giáo chủ ba giáo tàn ác đó. Ngươi chỉ được cái mạnh miệng nhỉ? Giáo chủ chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch riêng rồi, nên ngươi sẽ phải đấu với ta. Vương Trịnh vừa dứt lời thì liễu hỏa kiếm của Lại Đạo Khanh đã chạm tới đầu của Vương Trịnh. Đó là một đòn tấn công rất hiểm ác, người bình thường khó mà chặn được đòn ấy. Nhưng với Vương Trịnh, ông chỉ cần nhẹ nhàng giơ thanh kiếm của mình sang một bên là đã chặn được. Các đòn tấn công bất ngờ không thể chạm tới hắn ta. Cũng dễ hiểu thôi, đây là một trong ngũ đại võ sư cơ mà. Trường kiếm của Vương Trịnh run lên, nhưng ông vẫn chưa bị đẩy lùi về sau hay chịu bất cứ nội thương nào. Sức mạnh của người này không hề bình thường. Vương Trịnh thầm nghĩ, dường như cả hai người bọn họ đều mạnh ngang ngửa nhau. Như vậy là các đòn tấn công của họ đều sẽ trở nên vô ích. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đấu với nhau bằng khí lực. Hãy tỉ thí một cách công bằng nào, lão già. Nhẹ nhàng cầm thanh trường kiếm lên,
Vương Trịnh Phong đến chỗ Lại Đạo Khanh. Quả nhiên, sức mạnh của một trong ngũ đại võ sư rất mạnh. Dù thanh kiếm ấy rất nặng, ông ta vẫn có thể cầm nó lên và sử dụng hết sức uyển chuyển. Tốt lắm! Lại Đạo Khanh hào hứng khi được chứng kiến kiếm thuật của Vương Trịnh. Ông ta cũng chọn sử dụng khinh công độc nhất vô nhị của tuyệt thế võ công, tránh để thanh kiếm đến quá gần mình mà không cần phải di chuyển quá 3 bước. Đó là một canh bạc mạo hiểm. Ông ta tự tin có thể tránh được kiếm của ta ư? Nếu không có tự tin thì chắc chắn ông ta sẽ không dám đứng nguyên một chỗ như vậy. Tuy nhiên, Lại Đạo Khanh đã lựa chọn đúng. Điểm yếu duy nhất của song kiếm võ Vương Trịnh là hắn sử dụng trường kiếm làm vũ khí. Điều này khiến cho việc sử dụng kiếm khí ở khoảng cách gần trở nên khó khăn. Đây sẽ là một cuộc cận chiến. Nghĩ vậy, Vương Trịnh liền mỉm cười. Ở phía bên kia, những võ sư của Đao Thần Lục Võ Tông và phe chính phái đang bị đẩy lùi bởi võ sư của ma giáo. Mọi việc diễn ra trái ngược hoàn toàn với những gì họ đã lên kế hoạch. Có lẽ vì có giáo chủ cùng tham chiến nên các giáo đồ ma giáo đều rất hung hăng. Nếu chỉ có một mình Thiên Như Vân chiến đấu thì họ có thể tập trung vào tấn công hắn. Nhưng trước vô vàn võ sư của ma giáo, họ khó lòng mà chạm tới được Thiên Như Vân. Người chuẩn bị tốt lắm, giáo chủ ma giáo. Ánh mắt Nam Cung Nguyên hằn lên sự tức giận. Làm sao mà hắn lại nảy ra được ý tưởng đưa người của mình cải trang thành các quan chức trong cung chứ? Sự càn rỡ của hắn ta làm Nam Cung Nguyên càng thêm điên tiết. Ta cần phải dồn toàn bộ sức lực của mình vào các đòn tấn công để hạ gục tên đó. Hắn ta đâu rồi? Dù tình thế đã trở nên bất lợi cho phe hắn, kế hoạch hạ bệ Thiên Như Vân vẫn không thay đổi. Chỉ cần chặt được đầu Thiên Như Vân thì toàn bộ cục diện sẽ bị đảo ngược. Để làm được điều đó, các đại võ sư trung cấp hoặc các vị gia chủ phải xông lên đánh phủ đầu. Nam Cung Nguyên tung hỏa kiếm của mình ra và hạ gục các võ sư của ma giáo đang lao tới gần hắn. Đồng thời, hắn cũng nhìn quanh tìm kiếm các thủ lĩnh khác của Đao Thần Lục Võ Tông, nhưng chỉ thành công cấp. Giữa cuộc chiến loạn, một âm thanh khác thường bỗng lọt vào tai hắn. Nam Cung Nguyên lập tức quay đầu về phía đó nhìn. Các vị thủ lĩnh của phe chính phái và các vị trưởng tộc khác của phe Lưu Lâm tộc đang đụng độ với những võ sư của Đao Thần Lục Võ Tông. Ngay từ đầu, Lưu Lâm tộc đã nhằm đến việc tiêu diệt Đao Thần Lục Võ Tông. Minh chủ! Võ Lâm Minh chủ Lê Mặc đang đấu với Lý Húc. Có vẻ như hắn ta là người dẫn đầu Đao Thần Lục Võ Tông trong chuyến đi ký hiệp ước lần này. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, Lê Mặc đã ngay lập tức coi Lý Húc là đối thủ của mình. Thật đáng kinh ngạc. Thật không hổ danh ngũ đại võ sư, minh chủ Võ Lâm. Ba kiếm khí mà Lê Mặc sử dụng có vẻ như đang đẩy lùi kiếm thủ Lý Húc rất tốt. Để tạo ra trận pháp như vậy bằng cách sử dụng kiếm khí, ông ta quả thật là tài giỏi. Thậm chí Lý Húc, cao thủ trong việc kiểm soát kiếm khí, cũng không thể không ngưỡng mộ kỹ năng của Lê Mặc. Nó thể hiện lòng quyết tâm của một vị minh chủ, mong muốn kết thúc cuộc chiến mà không gây ra bất cứ sự đổ máu nào. Nhưng hành động hấp tấp để chống trả ta như thế, ngươi là người đang kiêu ngạo đấy. Lý Húc nghĩ thầm. Lý Húc dùng nội lực tạo ra một lá chắn vô hình để ngăn chặn kiếm khí. Trong khi vận nội lực xuống cánh tay trái, hắn đồng thời đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, các vết nứt hình thành trên mặt đất, nội lực đẩy những vụn đá ấy lên, giữ cho chúng bay lơ lửng trên không trung. Trung mạnh đến mức mà những vị thủ lĩnh của phe chính phái và Đao Thần Lục Võ Tông đang đánh nhau ở gần đó cũng phải cố tránh để khỏi bị đập trúng. Chỉ những người đã đạt đến đại võ sư thượng cấp mới có thể điều khiển được một lượng khí lực lớn đến vậy. Hả, những hòn đá kia di chuyển với tốc độ rất nhanh. Lê Mặc hơi giật mình trước cảnh tượng này. Một tảng đá bay đến tấn công ông, bị kiếm khí đánh vỡ thành nhiều mảnh. Nhưng hả, những mảnh vỡ đó cũng... Những viên đá vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng chúng không rơi xuống mặt đất mà tiếp tục bay lên với sức tấn công mạnh và tốc độ kinh khủng, đủ để đâm xuyên qua cơ thể của những võ sư gần đó. Lùi lại,
đừng đến gần hai người bọn họ. Võ sư của cả hai bên quyết định phải tránh xa khỏi bọn họ. Đây là một trận đấu sống còn giữa hai đại võ sư thượng cấp. Hả? Đây là thực lực của ngũ đại võ sư sao? Cuộc đối đầu của họ giống như một trận chiến giữa hai cổ nhân vậy. Lý Húc không thể nào giúp được những người cùng phe khi đang đối đầu với Lê Mặc. Thủ lĩnh! Lúc đó, giọng nói của Đặng Tất Thiện bỗng lọt vào tai của Nam Cung Nguyên. Đặng Tất Thiện đã đứng cách đó không xa. Họ đã đến gần giáo chủ ma giáo hơn trước khá nhiều. Tà phái đang ngăn chặn bọn thuộc hạ ma giáo. Đây là thời điểm thích hợp để đánh bại giáo chủ của chúng. Một giọng nói đầy quyết tâm vang lên. Lục Kiếm đang bận chiến đấu với bọn người của Hoàng Hà. Giang Mộ Thẩm và Thập Bát Giang Phủ đến từ phía Tây. Ta nghĩ bọn chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ ta rất ấn tượng. Do bản chất của tà phái, Nam Cung Nguyên nghĩ rằng họ sẽ không hành động trừ khi bị dồn vào chân tường. Đương nhiên, Nam Cung Nguyên không biết rằng tà phái chỉ chọn đối đầu với những kẻ yếu hơn. Còn riêng Vương Trịnh thì để lại cho Lại Đạo Khanh. Thiên sứ đâu rồi? Đây là cơ hội để chúng ta hạ gục hắn. Chúng ta sẽ dùng một tuyệt kỹ bí mật để tấn công giáo chủ ma giáo, khiến hắn không thể phản đòn được. Bí mật? Từ bí mật đó khiến Nam Cung Nguyên chợt thấy kích động. Dường như hắn cũng đã nhắc đến bí mật này trước khi đến Tông Hồ. Đặng Tất Thiện cũng từng nói rằng kỹ thuật dùng độc của hắn có thể sánh ngang với Bạch Ngô, tông chủ độc ma tông của ma giáo. Hắn định thi triển bách độc thuật sao? Bách độc thuật, cảnh giới cao nhất của những kẻ luyện độc. Khi đạt đến cảnh giới này, những người dùng độc có thể lấy chính cơ thể của họ làm chất dẫn độc. Tuy nhiên, kỹ thuật này cũng có giới hạn. Trong tay ta là vô hình độc. Hờ, người có thể làm được không vậy? Ta chỉ còn một lọ độc duy nhất thôi. Vô hình độc là độc dược mạnh nhất của Đặng gia. Độc này vô hình, vô hương, vô vị, mạnh đến mức có thể giết chết một đại võ sư hạ cấp trong nháy mắt. Chúng ta thật may mắn khi hắn ta không bỏ nó lại. Vì tính chất độc quá mạnh, hơn nữa lại không có mùi vị hay hình dạng nhất định, nên nó trở thành chất độc cấm trong Lưu Lâm tộc. Công thức của nó cực kỳ phức tạp và được xem là một bí mật. Mọi mẫu thuốc độc và sách liên quan đến nó đã bị tiêu hủy, nhưng may thay, một số người đã bí mật giữ chúng lại. Đây là lọ cuối cùng ta để lại. Ta sẽ liều mạng để giết tên giáo chủ ma giáo và đẩy hắn xuống địa ngục. Ta mong ông trời sẽ nhắm mắt làm ngơ trước việc này. Nam Cung Nguyên nhìn Thiên Niêu Vân đang đứng trên bục cao. Hắn đang đối đầu với thất tinh kỳ đao thuật của 7 võ sư đến từ Đao Thần Lục Võ Tông. Đây là một trong những con át chủ bài của Đao Thần Lục Võ Tông. Bất ngờ thay, họ vẫn có thể chống đỡ được trước sức mạnh của Thiên Niêu Vân. À, đây là cơ hội của chúng ta. Một khi Thiên Niêu Vân kiệt sức, họ có thể sử dụng vô hình độc của Đặng gia. Ta hiểu rồi. Nam Cung Nguyên cuối cùng cũng đã cho phép Đặng Tất Thiện. Hắn biết với trình độ võ công hiện tại, hắn sẽ không thể hạ gục được một thiên sư. Vì đây là vô hình độc nên sẽ có cơ hội. Nam Cung Nguyên lẩm bẩm. Độc tính của loại độc dược này chắc chắn sẽ giết chết được tên quái vật trên bục kia. Thực chất trong võ lâm, việc hạ độc để giết người được coi là một mánh khóe bẩn thỉu. Đó là lý do vì sao ngũ đại võ sư chỉ được đánh giá dựa trên khả năng chiến đấu bằng vũ khí. Và cũng vì vậy, Bạch Ngô của ma giáo và Đặng gia của Lưu Lâm tộc đều không được công nhận là giới giang hồ. Ta sẽ dùng chính cơ thể này để giết giáo chủ ma giáo. Nếu việc này thành công, ta sẽ được lưu danh mãi mãi trong lịch sử Lưu Lâm tộc. Đặng Tất Thiện tiến đến phía bục với vẻ mặt buồn bã. Càng đến gần, vẻ mặt hắn càng phức tạp. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào trận chiến. Hắn lợi dụng cơ hội ấy để tiếp tục tiếp cận Thiên Điều Vân. 9 bước, 8 bước nữa. Đặng Tất Thiện tiến về phía trước nhiều nhất có thể. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm đếm ngược. Đặng Tất Thiện cố gắng bước đi chậm nhất và khẽ khàng nhất có thể để tránh bị dính vào những cuộc giao đấu xung quanh.
Chỉ còn 5 bước nữa, khoảng cách này đủ để dùng vô hình độc rồi. Ngay cả Nam Cung Nguyên cũng trở nên căng thẳng, hắn nín thở quan sát từng chuyển động của Đặng Tất Thiện. Đặng Tất Thiện lấy cái lọ từ trong túi quần của mình ra và uống một hơi cạn sạch. Người bình thường đương nhiên không thể làm điều này, nhưng hắn ta là người đã quen với độc và cơ thể hắn cũng đã được huấn luyện để dung hòa độc tố. À, cảm giác thật bỏng rát. Dù ta đã quen với việc dung hòa độc tố vào cơ thể, cảm giác vẫn thật kinh khủng. Đặng Tất Thiện thầm nghĩ, thực chất đây cũng là điều đương nhiên, vì nó là loại độc mạnh nhất trong tất cả các loại độc trong võ lâm. Dù chất độc đã được dung hòa vào cơ thể của Đặng Tất Thiện, nó vẫn có thể mang đến cái chết cho bất kỳ thiên sư nào. Đặng Tất Thiện hét lên trong đau đớn khi dung hòa vô hình độc vào cơ thể. Độc tố xâm nhập vào cơ thể hắn, một cỗ năng lượng màu tím bỗng nhiên tỏa ra từ người Đặng Tất Thiện. À, độc nhân! Ngay cả võ sư của ma giáo cũng phải ngơ ngác trước nội lực đột ngột phóng ra từ Đặng Tất Thiện. Họ không thể để cho một kẻ như hắn ta bước lên bục được. Đúng lúc ấy, một kiếm sĩ lao đến chặn đường các võ sư của ma giáo. Đặng Tất Thiện nhận ra đó chính là Nam Cung Nguyên. Hắn đang mở đường cho Đặng Tất Thiện tiếp cận với Thiên Điêu Vân. Tiến lên hay trở thành một anh hùng? Thủ lĩnh! Đặng Tất Thiện cảm động trước hành động của Nam Cung Nguyên. Hắn không một chút do dự tiến về phía Thiên Điêu Vân đang ở trên bục. Ta chắc chắn sẽ thành công. Khi độc tỏa ra từ cơ thể hắn là mọi thứ xung quanh tan chảy. Khi cơ thể hắn phát nổ, bán kính 10 mét xung quanh sẽ bị ảnh hưởng. Hả? Độc nhân ư? Tránh ra! 7 tên thượng cấp của Đao Thần Lục Võ Tông và Lục Kiếm đều nhìn về phía Thiên Điêu Vân. Bên Đao Thần Lục Võ Tông cũng ngay lập tức rút lui. Đó là khoảnh khắc mà Đặng Tất Thiện đang chờ đợi. Trong mắt hắn, Thiên Điêu Vân, giáo chủ ma giáo, đang đứng đó và chờ đợi cái chết. Và rồi, Đặng Tất Thiện sẽ trở thành một vị anh hùng vĩ đại, lưu danh sử sách, có phần vào tương lai tươi đẹp của võ lâm. Giáo chủ ma giáo, vì công lý, người sẽ phải xuống địa ngục. Đặng Tất Thiện đang hét lên thì bỗng im bặt. Khi chỉ còn cách bục 2 bước, hắn bỗng bị Thiên Điêu Vân nâng lên không trung. Gì thế này? Thiên Điêu Vân khua nhẹ lòng bàn tay, như thể hắn đang ngăn thứ gì đó. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào mắt Đặng Tất Thiện. Đặng Tất Thiện thất vọng đến mức không nói nên lời. Chết tiệt! Hắn đã không nghĩ đến điều này. Ai mà ngờ được Thiên Điêu Vân sẽ giữ hắn trên không trung chứ? Cách biệt võ công giữa họ thật sự quá lớn. Tên quái vật này, lẽ ra ta nên tự hủy chính mình. Đặng Tất Thiện bối rối nghĩ. Người đang nghĩ đến việc tự tử hả? Ta thấy đủ độc tố rồi đấy. Người có thể xuống địa ngục một mình rồi. Cái gì? Thiên Điêu Vân vừa dứt lời, cơ thể hắn bắt đầu lạnh đi. Chờ chút đã, đây... Chưa kịp nói xong thì cơ thể Đặng Tất Thiện đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Khi hắn đã hoàn toàn đóng băng, Thiên Điêu Vân liền dùng khí lực đẩy hắn đi với tốc độ nhanh như sét đánh. Một tiếng động lớn bỗng vang lên trong cung điện. Sau đó, một làn khói đen bốc lên từ thi thể của Đặng Tất Thiện. Tên khốn điên rồ, làm sao mà chuyện này lại xảy ra theo cách này chứ? Hết chương 293.